Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin phép được trình bày chủ đề Ngừng thở khi ngủ và đột quỵ. Bài trình bày của tôi gồm có 3 nội dung. Thứ nhất, đó là mối liên quan hai chiều giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ, đặc biệt là hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và đột quỵ. Thứ hai, đó là làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán sớm được hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân đột quỵ. Và thứ ba, đó là chúng ta sẽ điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân đột quỵ như thế nào thứ nhất đó là mối liên quan hai chiều giữa osa và đột quỵ Tôi xin được nhắc lại một vài những cái nét chính của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Hội chứng ngừng thở khi ngủ là một rối loạn giấc ngủ thường gặp do tắc nghẽn một phần hoặc là hoàn toàn của đường hô hấp trên, với tần suất là khoảng 9 đến 38% tùy theo từng nghiên cứu, gặp ở nam nhiều hơn nữ và hội chứng ngừng thở khi ngủ gây ra rất nhiều các cái hậu quả, trong đó có các cái hậu quả trên bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy tim hay hậu quả trên các cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và đặc biệt là đột quỵ là một trong những cái cái hậu quả mà thường gặp của hội chứng ngừng thở khi ngủ. À, những cái hậu quả của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này là rất nhiều, tuy nhiên là có đến 80% các bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ là chưa được chẩn đoán và điều trị. Về phân loại thì hội chứng ngừng thở khi ngủ có ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn, ngừng thở trung ương và ngừng thở hỗn hợp. Các triệu chứng lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ chúng ta thế có thể gặp các triệu chứng như là ngáy, bệnh nhân có buồn ngủ ban ngày quá mức, mệt mỏi ban ngày, có các cái cơn ngừng thở được chứng kiến hoặc là bệnh nhân có các cái triệu chứng suy giảm trí nhớ, suy giảm nhận thức hoặc là có các cái tiền sử về tai nạn giao thông hay là tai nạn sinh hoạt. Về hậu quả của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó gây nên các cái giảm oxy máu, gây ra các cái vi thức và dẫn đến các cái nguy cơ trong đó có đột quỵ là một trong những cái hậu quả có thể dẫn tới của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Về đột quỵ thì đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới, còn ở Mỹ thì nó đứng hàng thứ ba chỉ sau tim mạch và ung thư. Đột quỵ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật ở Mỹ. Đột quỵ là nhóm bệnh đa dạng với nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó 85% bệnh nhân gặp là thiếu máu não và 10% là có xuất huyết não. Về định nghĩa, thì đột quỵ tai biến mạch máu não là sự xuất hiện đột ngột của các cái thiếu sót thần kinh khu trú, kéo dài hơn 24 giờ và với các nguyên nhân khác không do mạch máu đã được loại trừ. Còn về định nghĩa của cơn thiếu máu não thoáng qua thì có định nghĩa tương tự như là tai biến mạch máu não, tuy nhiên thì cái thời gian kéo dài của các cái triệu chứng, các cái thiếu sót thần kinh thì ngắn hơn 24 giờ, thường chỉ là vài phút. Các yếu tố nguy cơ kinh điển của đột quỵ bao gồm có tăng huyết áp, có các cái bệnh lý tim mạch trong đó có rối loạn nhịp tim, có đái tháo đường, có tăng cholesterol máu, có thuốc lá và tuổi, trong đó thì gần đây người ta thấy rõ ràng là có yếu tố nguy cơ của ngừng thở khi ngủ, đặc biệt là ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn OSA. Mối liên quan hai chiều giữa OSA và đột quỵ về cơ chế bệnh sinh thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn thì họ sẽ có các cái vi thức và chính các cái vi thức này nó sẽ làm tăng hoạt động của hệ thần kinh tự động và nó làm tăng huyết áp và là nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra thì OSA cũng gây ra cái tình trạng là thiếu hụt oxy máu ngắt quãng, nó làm thay đổi cái áp suất ở trong lồng ngực, dẫn đến sự hình thành của dung nhĩ, dẫn đến cái sự thay đổi của cái dòng máu ở trong não, dẫn đến các cái stress oxy hóa và tạo điều kiện cho việc hình thành các cái mảng sơ vữa và nó cũng là là cái yếu tố thuận lợi để dẫn đến việc hình thành của cái đột quỵ. Ngoài ra thì cái thay đổi cái áp suất ở trong lồng ngực cũng dẫn đến là mở lại các cái lỗ bầu dục và nó gây tắc mạch nghịch thường, tức là các cái cục huyết khối có thể đi từ bên tĩnh mạch sang bên động mạch và dẫn đến là đột quỵ. Vậy ngừng thở khi ngủ có thực sự là yếu tố nguy cơ hay không? Vậy thì đây là một cái nghiên cứu được đăng tải năm 2013. Ở đây thì các quý vị đồng nghiệp có thể thấy đây là cái đồ thị biểu diễn cái áp lực động mạch trung bình và cái đồ thị phía dưới là đồ thị biểu diễn cái vận tốc dòng máu trong não. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là sau mỗi cái cơn ngừng thở thì vận tốc của uh, dòng máu trong não thì tăng lên và sau đó thì nó giảm xuống rất là nhanh và đột ngột. Sau đó thì ở những cái cơn ngừng thở tiếp theo thì vận tốc dòng máu não lại tăng lên và giảm xuống. Cứ như vậy thì cái sự biến đổi của cái vận tốc dòng máu não trong đêm nó sẽ gây nên những cái kết cục rất xấu đối với hệ thần kinh trung ương tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào một cái nghiên cứu đây là một nghiên cứu quan sát thuần tập trên hơn 1.000 bệnh nhân và trong đó có 68% bệnh nhân là có hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn thì nghiên cứu này được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine vào năm 2005 trong một cái phân tích mà uh, được gọi là một cái phân tích chưa điều chỉnh thì chúng ta thấy rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và cái đột quỵ thì nó có mối liên hệ với nhau với cái chỉ số hazard ratio là 2,24 thế còn trong cái phân tích đã được điều chỉnh có nghĩa là chúng ta đã thêm vào các cái yếu tố ví dụ như là tuổi giới chủng tộc tiền sử hút thuốc BMI hay là các cái yếu tố đồng mắc thì chúng ta thấy rằng là giữa cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và đột quỵ nó vẫn có một cái mối liên quan có ý nghĩa thống kê với cái tỷ lệ là hazard hazard ratio là 1,94 Giữa OSA và đột quỵ thì chúng ta thấy rằng là khoảng 25% đột quỵ thì xảy ra trong khi ngủ và đột quỵ thì thường xuất hiện vào cái giai đoạn là sáng sớm. Còn với những cái bệnh nhân đột quỵ khi chúng ta gom hết tất cả các bệnh nhân đột quỵ lại và cho tiến hành đo PSG thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ OSA là rất phổ biến với tỷ lệ là khoảng 70%. Và OSA thì nó làm cho những cái bệnh nhân đột quỵ đấy có tiên lượng rất là xấu đặc biệt là ở giai đoạn cấp và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ở giữa OSA và đột quỵ có một cái vòng xoắn bệnh lý ở cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó gây nên tăng huyết áp nó gây nên các cái dung nhĩ và nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các cái đột quỵ và chính đột quỵ này thì nó sẽ làm xuất hiện mới các cái rối loạn nhịp thở trong khi ngủ hoặc là nó có thể làm tăng nặng thêm các cái rối loạn nhịp thở trong khi ngủ đã có sẵn từ trước và như vậy thì chúng ta thấy rằng là giữa đột quỵ và các cái rối loạn về nhịp thở trong khi ngủ nó có một mối liên hệ là hai chiều và đôi khi có những trường hợp mà chúng ta không thể phân định được là cái nào có trước cái nào có sau cũng giống như trong quan hệ giữa uh, con gà và quả trứng là chúng ta cũng không biết là cái nào có trước cái nào có sau bởi vì thì chúng ta thấy rằng là các cái rối loạn nhịp thở này nó có thể gây nên cái tình trạng đó là các cái rối loạn về nhịp tim các cái giảm độ bão hòa oxy máu nó hoạt hóa hệ giao cảm và nó gây nên các cái mảng sơ vữa và tạo điều kiện cho hình thành đột quỵ và đột quỵ thì nó gây ra các cái phân mảnh về giấc ngủ nó làm thay đổi cái sự kiểm soát của các cái nhịp thở và đồng thời là những cái bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta thấy là bệnh nhân dành phần lớn thời gian là ở tư thế nằm ngửa và cái đường hô hấp trên của họ thì thường là bị hẹp hơn và nó tạo điều kiện cho việc hình thành các cái rối loạn về nhịp thở hoặc là nó làm tăng nặng thêm các cái rối loạn nhịp thở đã có từ trước. Về tỷ lệ của ngừng thở khi ngủ ở trên bệnh nhân đột quỵ thì đây là một cái phân tích meta analysis dựa trên rất là nhiều các cái nghiên cứu. Thì khi người ta gom tất cả những cái bệnh nhân đột quỵ lại và người ta tiến hành cho đo đa ký giấc ngủ hoặc là đo đa ký hô hấp thì người ta thấy rằng là có đến 72% các bệnh nhân là có chỉ số AHI lớn hơn 5 và 63% bệnh nhân có chỉ số AHI là lớn hơn 10 và nếu như lấy chỉ số AHI là trên 20 thì có đến 38%. Tỷ lệ ngừng thở trung ương là 7% và do đó qua cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là cái OSA là rất phổ biến ở những cái bệnh nhân đột quỵ và ở những cái bệnh nhân có tai biến mạch máu não thoáng qua với tỷ lệ là từ 50 đến 70%, đặc biệt là trong những cái trường hợp đột quỵ tái phát hoặc là đột quỵ không rõ nguyên nhân. Về tiên lượng sau đột quỵ thì một nghiên cứu đã chỉ ra rằng với những cái bệnh nhân mà đột quỵ mà có cái OSA đồng mắc với đồng mắc thì chúng ta thấy rằng là cái sự đồng mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn này sẽ dẫn đến là cái thời gian nằm viện của bệnh nhân sẽ lâu hơn, cái thời gian hồi phục các cái thiếu sót thần kinh cũng lâu hơn, bệnh nhân sẽ hôn mê lâu hơn và tăng cái tỷ lệ tái phát của đột quỵ hay là cái tai biến mạch máu não thoáng qua, tăng tỷ lệ tử vong cũng như là tăng tỷ lệ của các cái triệu chứng trầm cảm. Về vị trí tổn thương não thì chưa có một cái phân tích hộp nào thống kê lại là những cái vị trí tổn thương não nào có thể gây ra các cái rối loạn nhịp thở với cả tần số bao nhiêu. Một vài các cái nghiên cứu cho thấy rằng nếu như, như gặp những cái đột quỵ ở thân não thì các cái tần suất rối loạn nhịp thở sẽ cao hơn. À, với những cái trường hợp mà đột quỵ mà xảy ra ở cái vùng não giữa cạnh giữa và đồi thị thì có thể có sự chuyển dạng từ ngừng thở trung ương sang ngừng thở tắc nghẽn. Những cái nhồi máu cục bộ ở vùng hành tủy thì gặp những cái bệnh nhân này thường rất là nặng. Các bệnh nhân này có ngừng thở trung ương và thường là phải đặt Nội ống nội khí quản để thông khí cơ học và cái hồi phục của bệnh nhân thì thường rất là chậm. Các cái nhồi máu ở vùng tụ sau hoặc là uh, 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 của, của vùng bao trong hoặc là các cái tụ máu uh, hoặc là các cái nhồi máu ở vùng vành tia thì uh, thường gặp là những cái trường hợp mà hội chứng ngừng thở trung ương rất là nặng. Ngoài ra thì người ta nhận thấy rằng là những cái nhồi máu ở lỗ khuyết thì có cái chỉ số AHI cao hơn những cái nhồi máu ở vùng vỏ não. Và một cái nghiên cứu của năm 2008 trên 192 bệnh nhân chưa có tiền sử bệnh máu, mạch máu não trước đó và được tiến hành đo PSC thì thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà có cái ngừng thở ở mức độ trung bình và nặng tức là cái AHI là lớn hơn hoặc bằng 15 trên giờ thì cái tỷ lệ nhồi máu não thầm lặng của họ cao hơn so với nhóm còn lại về loại đột quỵ và tỷ lệ ngừng thở thì đây là một cái phân tích meta analysis được mới được đăng tải năm 2021 thì ở trong cái phân tích này thì chúng ta thấy rằng là với các cái loại đột quỵ là nhồi máu hay là xuất huyết thì có vẻ như là uh, cái tỷ lệ mà mắc cái ngừng thở khi ngủ ở cái nhóm mà xuất huyết não thì có vẻ cao hơn một chút so với cả cái nhóm mà nhồi máu não tuy nhiên thì phân tích gộp trên 45 nghiên cứu với gần 6.000 bệnh nhân thì cho thấy là cái sự khác biệt là chưa có ý nghĩa thống kê tương tự như vậy với nguyên nhân của đột quỵ thì chúng ta có nguyên nhân từ tim mạch, nguyên nhân từ tắc nghẽn các cái mạch máu nhỏ hoặc là các cái mảng sơ vữa từ các cái động mạch lớn thì qua 11 nghiên cứu thì cũng thấy rằng là sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra thì cái vị trí của đột quỵ thì người ta phân thành là đột quỵ ở vị trí trên lều và dưới lều thì qua 7 cái nghiên cứu trong phân tích meta-analysis này cũng chưa thấy có sự khác biệt. Về giai đoạn thì các cái giai đoạn của đột quỵ như là giai đoạn cấp, giai đoạn bán cấp hay giai đoạn mạng tính thì qua 62 nghiên cứu người ta thấy rằng là tỷ lệ của các cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, tỷ lệ mắc các cái rối loạn nhịp thở trong khi ngủ ở các cái giai đoạn khác nhau thì nó cũng tương tự với nhau và sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê với P lớn hơn 0,05. Tương tự như vậy với các cái mức độ nặng của đột quỵ, mức độ nhẹ hay là mức độ trung bình và nặng thì người ta cũng thấy rằng là cái sự xuất hiện của các cái uh, ngừng thở khi ngủ là nó cũng là tương tự nhau qua 35 nghiên cứu. Phần thứ hai, đó là làm như thế nào để chúng ta chẩn đoán sớm được hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn ở bệnh nhân đột quỵ để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời trước ba cái câu hỏi nhỏ thứ nhất đó là chúng ta sẽ chẩn đoán osa ở bệnh nhân đột quỵ như thế nào thứ hai là chúng ta sẽ chẩn đoán cho bệnh nhân ở đâu chúng ta sử dụng phòng lép đo đa ký giấc ngủ tại bệnh viện hay là chúng ta có thể sử dụng các cái đo đa ký hô hấp tại nhà cho bệnh nhân và cái câu hỏi thứ ba đó là khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu tầm soát osa cho bệnh nhân đột quỵ chúng ta sẽ đi vào một cái thực tế đó là cái việc tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ sau đột quỵ vẫn chưa được phổ biến. Và theo một cái nghiên cứu của tác giả Brown năm 2018 thì chỉ có 17% các bệnh nhân là được tầm soát ngừng thở khi ngủ trước khi bệnh nhân bị đột quỵ. Thế còn sau khi bệnh nhân đã bị đột quỵ rồi thì chỉ có khoảng 5% số bệnh nhân đột quỵ là được hỏi các cái câu hỏi liên quan đến ngáy, 9% bệnh nhân được hỏi các câu hỏi liên quan đến buồn ngủ và chỉ có 6% các bệnh nhân là được các bác sĩ chuyển đi đến các cái phòng thăm dò bệnh lý giấc ngủ, trong khi đó thì có tới 72% bụng bệnh nhân đột quỵ là có chỉ số ngưng giảm thở khi ngủ, AHI là trên 5 chính vì là hiểu được cái tầm quan trọng của việc tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ cho nên là cái gai lai của hội đột quỵ Canada năm 2015 họ đã đưa ra các cái luận điểm rất rõ ràng đó là cần phải sàng lọc các cái triệu chứng ngưng thở khi ngủ ở tất cả các cái bệnh nhân đột quỵ hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng của tai biến mạch máu não thoáng qua và cái kiểm tra cái chứng ngưng thở là phải làm một cách đều đặn khi mà các bệnh nhân này đến tái khám nếu như các bệnh nhân có triệu chứng gợi ý ngưng thở thì cần phải chuyển đến các bác sĩ về chuyên khoa giấc ngủ và trong điều trị thì cũng phải tránh dùng thuốc an thần và chúng ta có thể sử dụng các cái liệu pháp tư thế hoặc là CPAP để điều trị cho bệnh nhân. Để sàng lọc được hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân đột quỵ thì trong các nghiên cứu đã sử dụng rất nhiều các cái bảng điểm khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng bảng điểm Epworth và bảng điểm Berlin thì có độ nhạy và độ đặc hiệu là tương đối thấp. Trong một các cái nghiên cứu khác thì đã sử dụng bảng điểm Stockbank thì cho thấy độ nhạy là cao, tuy nhiên là độ đặc hiệu vẫn chỉ khoảng 29 đến 33%. Trong một nghiên cứu của tác giả Bulos năm 2019, tác giả đã sử dụng bảng điểm là Stockbank tức là bỏ đi chữ N là bỏ đi cái chu vi vòng cổ từ cái bảng điểm Stockbank với điểm cắt ọp là nhỏ hơn bằng 3 và lớn hơn bằng 4 thì đã cho thấy là nó làm tăng cái tỷ lệ phần trăm của độ nhạy và làm tăng cái độ đặc hiệu và cũng tác giả Bulo thì ông cũng đã sử dụng cái bảng điểm là stop echo o là obstructive là đặc hiệu trong việc sàng lọc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn ở bệnh nhân đột quỵ và sử dụng cái cắt ọp là nhỏ hơn bằng 3 và lớn hơn bằng 5 thì đã cho cái độ nhạy và độ đặc hiệu là tương đối cao và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái thang điểm stop echo này trong việc sàng lọc OSA ở bệnh nhân đột quỵ. Bên cạnh đó thì thì một tác giả là tác giả Benjamin cũng đưa ra một cái nghiên cứu rất là gần đây từ năm 2021 đó là đơn giản hóa hơn nữa là tác giả chỉ sử dụng bốn câu hỏi trong cái bảng điểm stop để có thể sàng lọc USA ở bệnh nhân đột quỵ. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là có một cái bảng điểm đó là bảng điểm TRA2-TS2 uh, dựa trên các cái biến về tuổi, uh, về hút thuốc uh, lá và các cái rối loạn lipid máu, ngáy hay là tiền sử về dung nhĩ hay là tiền sử về các cái bệnh mạch vành. Thì cái bảng điểm này cho cái độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 54% với điểm cắt ọp là lớn hơn hoặc bằng 5 điểm trong cái việc chẩn đoán cái OSA, uh, xin lỗi ở trong cái việc là chúng ta dự đoán cái OSA ở mức độ uh, trung bình và nặng câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành đo đa ký cho bệnh nhân ở đâu? Chúng ta sẽ đo đa ký giấc ngủ cho bệnh nhân tại bệnh viện hay là chúng ta có thể đo đa ký hô hấp cho bệnh nhân. Thậm chí là chúng ta có thể sử dụng các cái test đo đa ký tại nhà để chẩn đoán cho bệnh nhân. Thế thì cái phân tích meta analysis này của tác giả Lưu năm 2021 thì cho thấy rằng là với các cái PSC tiếp 1, tiếp 2 hay tiếp 3 thì cái việc mà tỷ lệ chẩn đoán các cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là nó có sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Khuyên cáo của AASM thì vẫn khuyên cáo là chúng ta nên sử dụng cái PSG tức là đo đa ký giấc ngủ tại phòng lab về thăm dò giấc ngủ cho những cái bệnh nhân mà có đột quỵ. Tuy nhiên thì rất nhiều các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là việc sử dụng đa ký hô hấp hay thậm chí là home sleep test apnea testing tức là chúng ta đo đa ký hô hấp tại nhà cho bệnh nhân cũng rất là tốt trong cái việc chẩn đoán và tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ cho những cái bệnh nhân đột quỵ. Câu hỏi thứ ba là vậy thì khi nào thì chúng ta sẽ tiến hành sàng lọc cho những cái bệnh nhân đột quỵ mà chúng ta nghi ngờ có hội chứng ngừng thở khi ngủ? Vậy thì quan điểm một số những quan điểm trước đây thì cho rằng là với những cái bệnh nhân đột quỵ có nghĩa là người ta có cái tổn thương ở não và khi đó thì có thể là xuất hiện các cái ngừng thở trung ương và người ta sẽ chờ đợi rằng là sau khoảng 2 tháng hay là chờ đợi sau khoảng 3 tháng khi bệnh nhân ổn định rồi thì người ta mới tiến hành là đo đa ký hô hấp hay là đa ký giấc ngủ để tiến hành chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ bởi vì người ta sợ rằng là cái chỉ số AHI cái chỉ số ngừng giảm thở AHI của bệnh nhân có thể cao giả do có cái tình trạng là có cái tổn thương não. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào các cái nghiên cứu để chúng ta xem rằng là liệu cái quan điểm này có đúng hay không. Thì đây là một cái phân tích meta analysis trên 89 nghiên cứu và trên hơn 7.000 bệnh nhân. Trong đó 54 nghiên cứu là bệnh nhân sẽ được tầm soát là ở giai đoạn cấp sau đột quỵ tức là dưới 1 tháng. 23 nghiên cứu là ở giai đoạn bán cấp là sau 1 đến 3 tháng và 12 nghiên cứu là ở giai đoạn mạng tức là sau hơn 3 tháng. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ bên này và chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức độ nghiêm trọng và tần suất của các cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là tương tự

một bài báo được đăng tải trên tạp chí của Hội Hô Hấp Châu Âu năm 2020 cũng cho chúng ta thấy rằng là về tỷ lệ của các cái chứng ngưng thở tắc nghẽn, hỗn hợp hay là trung ương ở cái giai đoạn ban đầu và ở cái giai đoạn mà sau 3 tháng đột quỵ thì nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Và cái luận điểm đưa ra trong tạp chí của Hội Hô Hấp Châu Âu này thì đã thấy rằng là cái tần suất cao của cái rối loạn nhịp thở là ở trong khi ngủ ở cái giai đoạn đột quỵ cấp nó tồn tại, nó có xu hướng là tồn tại dai dẳng sau 3 tháng và nó liên quan rất là mật thiết đến cái sự mà phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân và họ đã đưa ra một cái khuyến cáo là chúng ta cần phải sàng lọc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ càng nhanh càng tốt ở những cái bệnh nhân đột quỵ về đặc điểm của cơn ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân đột quỵ thì ở những cái bệnh nhân đột quỵ chúng ta thấy rằng là có cái tỷ lệ xuất hiện các cái ngừng thở trung ương thì cao hơn so với nhóm còn lại và cái thời gian bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa thì cũng cao hơn so với cả nhóm còn lại. Một điểm đặc biệt đó là ở những cái bệnh nhân đột quỵ thì cái thời gian của ngừng thở thì thường là ngắn hơn. Ví dụ như là ở trong nghiên cứu này thì cái thời gian uh, trung bình của cơn ngừng thở là 19,6 giây thấp hơn so với nhóm bệnh nhân khác. Một trong những cái điều có thể giải thích tại sao cái cơn ngừng thở ở bệnh nhân đột quỵ lại ngắn hơn bởi vì là cái ngưỡng kích thích của bệnh nhân đột quỵ thì uh, thấp hơn và cái nhịp độ của hệ giao cảm thì cao hơn. Phần thứ ba tôi xin được trình bày ở đây đó là cái việc điều trị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn ở bệnh nhân đột quỵ là như thế nào. Trong điều trị thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của CPAP là rất quan trọng. Khi bệnh nhân đột quỵ mà có hội chứng ngừng thở tắc nghẽn đi cùng thì việc điều trị CPAP nó không những là làm giảm cái tái phát của đột quỵ mà nó còn giúp phục hồi các cái thiếu sót thần kinh sớm hơn. Một nghiên cứu được đăng tải năm 2011 cho thấy rằng những cái bệnh nhân đột quỵ mà có cái ngừng thở với chỉ số AHI trên 20 mà những cái bệnh nhân này được sử dụng CPAP sớm thì cái việc sử dụng CPAP sớm nó sẽ thúc đẩy cái quá trình uh, hồi phục thần kinh cũng như là trì hoãn sự xuất hiện của các cái biến cố tim mạch. Tuy nhiên nghiên cứu này thì lại chưa chỉ ra rằng cái sự cải thiện về khả năng sống sót cũng như là chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân Một nghiên cứu khác được đăng tải trên tạp chí Journal Clinical Sleep Medicine vào năm 2019 thì được tiến hành trên 101 bệnh nhân và được chia làm ba nhóm, một nhóm không có các cái rối loạn nhịp thở khi ngủ, một nhóm có các cái rối loạn nhịp thở, từ chối điều trị CPAP hoặc là tuân thủ CPAP rất là kém và một nhóm là có các cái rối loạn về nhịp thở khi ngủ và tuân thủ điều trị CPAP tốt. kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những cái bệnh nhân mà có cái rối loạn về nhịp thở trong khi ngủ mà được điều trị bằng CPAP, bệnh nhân được tuân thủ bệnh nhân có cái sự tuân thủ điều trị CPAP tốt sẽ giúp làm giảm tái phát đột quỵ và giảm cái tái phát của các cái tai biến mạch máu não thoáng qua, đồng thời cũng giúp làm giảm tỷ lệ tử vong. Cái việc không sử dụng CPAP cùng với cả sự hiện diện của dung nhĩ được coi là yếu tố nguy cơ, được coi là cái yếu tố độc lập duy nhất liên quan đến các cái nguy cơ tái phát hoặc là tử vong liên quan đến đột quỵ một phân tích meta analysis được đăng trên tạp chí plus one năm 2016 đã cho chúng ta thấy rõ ràng là cái việc sử dụng CPAP trong cái điều trị uh, ngừng thở khi ngủ ở những cái bệnh nhân đột quỵ nó không những là giúp chúng ta làm giảm cái tần suất của đột quỵ mà còn giúp chúng ta làm giảm cái tỷ lệ tử vong của đột quỵ đồng thời cũng làm uh, giúp chúng ta làm giảm được cái tần suất cũng như tỷ lệ tử vong liên quan đến các cái biến cố tim mạch Một phân tích Systematic Review và Meta Analysis khác được đăng tải năm 2020 thì cho thấy rằng là trong những cái nghiên cứu cohort thì cái hiệu quả của CPAP trong việc là giảm các cái nguy cơ đột quỵ thì thấy được cái hiệu quả rất là rõ ràng. Tuy nhiên trong các cái thử nghiệm lâm sàng ICT thì lại chưa thấy được cái hiệu quả này có sự khác biệt. Về việc tuân thủ điều trị CPAP thì thấy rõ ràng rằng là ở những cái bệnh nhân mà có cái sự tuân thủ điều trị CPAP tốt thì cái hiệu quả mà cái CPAP này mang lại là rất là rõ ràng trong một cái phân tích meta analysis của tác giả Lin năm 2020. Về độ nặng của cái ngừng thở khi ngủ thì chúng ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà có ngừng thở khi ngủ ở cái mức độ trung bình và mức độ nặng thì cái hiệu quả của CPAP là được thấy một cách rõ ràng hơn. và cuối cùng thì tôi xin được trình bày một cái guideline, một cái guideline được coi là khá đồ sộ nó liên quan nó nó nói cho chúng ta cái mối liên quan giữa ngừng thở khi ngủ và đột quỵ. Đây là một cái guideline mà được sự đồng thuận của bốn hội, đó là hội thần kinh châu Âu, hội hô hấp châu Âu, hội uh, mà uh, nghiên cứu uh, giấc ngủ châu Âu và cái tổ chức đột quỵ châu Âu thì đã đưa ra cho chúng ta một số các cái luận điểm hết sức là quan trọng. Thứ nhất đó là ngừng thở khi ngủ là yếu tố nguy cơ tái phát, nó là cái yếu tố nguy cơ mà nó gây nên các cái đột quỵ tái phát và tai biến mạch máu não thoáng qua. Đặc biệt là với những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ ở mức độ nặng thì nó sẽ làm tăng gấp hai lần nguy cơ đột quỵ và tai biến mạch máu não thoáng qua, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân trẻ và trung niên. Và các cái dữ liệu hiện tại thì cho thấy rằng là CPAP khả thi ở các cái bệnh nhân sau đột quỵ với cái triệu chứng là với cái hội chứng là ngừng thở khi ngủ và nó có thể giúp cải thiện cái khả năng phục hồi thần kinh, cải thiện các cái triệu chứng trầm cảm cũng như là buồn ngủ của bệnh nhân. Và cái việc điều trị bằng CPAP thì nên được đưa vào quản lý tổng thể cùng với cả việc mà chúng ta quản lý các cái yếu tố nguy cơ như là việc chúng ta dùng chống đông, chúng ta điều trị dung nhĩ, chúng ta kiểm soát tăng huyết áp hay là các cái rối loạn lipid máu. Ngoài ra thì các cái bài tập về cơ hầu họng, các liệu pháp tư thế, các dụng cụ kéo hàm hay là oxygen, thuốc hay là các cái mốt thở áp lực dương khác thì cho đến nay thì vẫn không có đủ bằng chứng để cho phép các cái tuyên bố về việc sử dụng các cái phương thức điều trị này có ảnh hưởng đến kết cục của đột quỵ. Ngoài ra thì guideline này cũng cho chúng ta một cái luận điểm hết sức rõ ràng, đó là cái việc mà chúng ta dùng đo đa ký hô hấp polygraphy là đủ để đánh giá sự hiện diện và mức độ nghiêm trọng của các cái rối loạn về nhịp thở trong khi ngủ ở những bệnh nhân đột quỵ. Và cái thứ hai đó là mối liên hệ giữa các cái đặc điểm đột quỵ ví dụ như là loại đột quỵ, mức độ nghiêm trọng, vị trí nguyên nhân và uh, nó có liên quan như thế nào với cả mức độ nghiêm trọng của các cái rối loạn nhịp thở thì hiện nay thì cái uh, những cái mối liên hệ này thì vẫn chưa được hiểu biết một cách đầy đủ guideline này cũng đưa ra cho chúng ta một số các cái hướng nghiên cứu trong tương lai ví dụ như là nghiên cứu tiền cứu ở những cái bệnh nhân uh, mà osa nhưng mà những bệnh nhân này chưa có các cái biến cố mạch máu não trước đó rồi là các cái nghiên cứu trong tương lai thì cần tập trung vào cái việc là giáo dục cho bệnh nhân giáo dục cho nhân viên y tế và cả những cái người chăm sóc để giúp cho những cái người sống sót sau đột quỵ có thể tuân thủ tốt hơn với cả điều trị CPAP và một cái hướng nghiên cứu nữa đó là chúng ta có thể xác định các cái nhóm bệnh nhân nào là những cái nhóm bệnh nhân được hưởng lợi nhiều nhất từ việc điều trị và một trong những điểm rất là quan trọng mà khi tìm hiểu về cái vấn đề này mà các cái nghiên cứu hiện nay chưa trả lời được đó là cái thời điểm nào là là cái thời điểm tối ưu để chúng ta bắt đầu điều trị cho những cái bệnh nhân mà đột quỵ mà có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ Về kết luận thì tôi xin được đưa ra một số các điểm chính như sau. Thứ nhất, đó là cái mối liên hệ hai chiều giữa cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và đột quỵ. Hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn nó làm tăng nguy cơ đột quỵ trực tiếp và gián tiếp. Đồng thời đột quỵ nó cũng làm xuất hiện mới các cái tình trạng ngừng thở, nó làm trầm trọng thêm các cái rối loạn nhịp thở khi ngủ đã có từ trước. Với những cái trường hợp mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ ở mức độ nặng thì nó làm tăng gấp 2 lần các nguy cơ đột quỵ và tai biến mạch máu não, đặc biệt mặt máu não thoáng qua, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân trẻ và trung niên. Về tỷ lệ của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì không khác nhau ở giữa các cái giai đoạn đột quỵ, giai đoạn cấp, giai đoạn bán cấp hay là giai đoạn mạng tính. Và điều trị CPAP sau đột quỵ với những bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ sẽ giúp cải thiện cái khả năng phục hồi thần kinh, rồi giúp cải thiện triệu chứng buồn ngủ, các cái triệu chứng trầm cảm cùng với cái việc quản lý tổng thể các yếu tố nguy cơ khác. Các nghiên cứu về việc chấp nhận CPAP trong cái đột quỵ cấp tính thì còn hạn chế và các phương pháp điều trị khác như là Uh, uh, liệu pháp tư thế như là các cái dụng cụ hàm uh, thở oxy vân vân thì chưa có đủ bằng chứng. Trên đây là bài trình bày của tôi cùng với cả các tài liệu tham khảo mà tôi sử dụng ở trong bài trình bày này. Xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đồng nghiệp.